Tiếp theo bản tin ngày hôm nay sẽ là cụm tin vắn về thị trường một số mặt hàng nông sản đáng chú ý. Giá cà phê đã bắt đầu tăng nhanh trở lại, trong khi đó thì giá lợn hơi xuất chuồng ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam đều giảm, đặc biệt là giá lợn hơi tại miền Nam giảm ngay sau khi tăng nhẹ vào ngày hôm qua. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc giảm từ 1.000 đồng tới 2.000 đồng một kg tại nhiều địa phương. Ví dụ như Lào Cai giảm từ 46.000 đồng một kg xuống 45.000 đồng một kg. Toàn miền trung bình duy trì ở mức 43.000 tới 44.000 đồng một kg. Ở miền Trung, giá lợn hơi hôm nay có giảm xuống 3.000 đồng một kg. Cụ thể là Thanh Hóa giảm từ 48.000 một kg xuống còn 45.000 đồng một kg. Giá phổ biến toàn miền ở mức 43.000 đồng tới 45.000 đồng một kg. Trong khi đó, giá lợn hơi ở khu vực Tây Nguyên vẫn đang ở mức tốt, từ 48.000 tới 50.000 đồng một kg. Còn tại miền Nam, giá lợn hơi đang có biến động trái chiều. Một số địa phương giảm 2.000 đồng một kg sau khi tăng nhẹ vào ngày hôm qua. Như Long An sau khi tăng lên 54.000 đồng một kg, hôm nay đã quay về mức 52.000 đồng một kg. Một số địa phương khác lại tăng 1.000 đồng một kg như thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, An Giang. Giá phổ biến toàn miền là 51.000 tới 52.000 đồng một kg. Sau nhiều ngày giảm giá, giá cà phê đã bắt đầu tăng nhẹ trở lại. Theo ghi nhận, hôm nay giá cà phê nguyên liệu tăng 100 đồng một kg. Hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.600 đồng tới 32.200 đồng một kg. Trong khi đó, theo khảo sát, giá hồ tiêu khu vực Tây Nguyên và miền Nam không nhúc nhích. Giá tiêu dao động ở mức từ 53 tới 55.000 đồng một kg.